điểm tin trưa ngày 17 tháng 11 năm 2023. Tài xế ngủ gật ô tô tông người phụ nữ rơi xuống sông Hàm Luông. Sáng 16 tháng 11, lực lượng chức năng cùng người dân vẫn đang tìm kiếm người phụ nữ mất tích sau khi rơi xuống sông Hàm Luông. Khoảng 15 giờ ngày 15 tháng 11, anh TTH ngụ tỉnh Trà Vinh đang lái xe máy chở vợ đi trên cầu Hàm Luông Bến Tre hướng về Tiền Giang. Lúc này, xe ô tô 4 chỗ biển kiểm soát 93A40186 do tài xế BDN ngụ tỉnh Gia Lai điều khiển chạy hướng ngược lại, bất ngờ mất lái, lớn làn tông vào xe máy của anh H. Cú tông mạnh khiến chiếc xe máy văng lên lan can cầu, vợ anh H rơi xuống sông mất tích. Anh H nhanh tay đu bám được vào thành cầu nên thoát nạn. Sau vụ tai nạn, chiếc xe máy hư hỏng hoàn toàn, ô tô hư hỏng nhẹ. Anh H ôm thành cầu khóc vật vã, bất lực khi không thể nhảy xuống sông tìm vợ. Theo cảnh sát giao thông tỉnh Bến Tre, tài xế N khai do ngủ gật nên không làm chủ được tay lái dẫn đến tai nạn. Xe tải bốc cháy, tài xế thoát khỏi xe nhưng gãy chân. Trưa 16 tháng 11, Công an huyện Thạnh Hóa, Long An cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe tải trên quốc lộ 62 đoạn qua huyện Thạnh Hóa. Tài xế mở cửa xe nhảy ra ngoài để thoát thân nhưng bị gãy chân. Khoảng 4 giờ ngày 15 tháng 11, anh NHC, 47 tuổi, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, lái xe tải biển số 62LD02145 vận chuyển hàng hóa, lưu thông theo hướng thị xã Kiến Tường về thành phố Tân An, Long An. Chạy hơn 7 km đến địa phận xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa. Phía sau thùng xe, lửa bốc cháy lan lên khu vực cabin tài xế đang ngồi. Do đoạn đường vắng, không cách nào khác, anh C chạy xe lao xuống bờ kênh ven đường, sau đó mở cửa nhảy ra ngoài để thoát thân. Do từ trên cao gần 2 mét rơi thẳng đứng, bị va chạm mạnh vật cứng dưới đất khiến chân phải anh bị gãy. Ngọn lửa cháy mạnh thiêu rụi hoàn toàn phương tiện cùng số vật dụng trên xe. Cháy lớn tại Long An thiêu rụi một nhà kho khoảng 1.500 m². Hơn 10 giờ ngày 16 tháng 11, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực huyện Đức Hòa, Long An phối hợp cùng lực lượng chữa cháy khu công nghiệp đã khống chế được vụ cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Thủy DH tọa lạc tại xã Đức Hòa Đông. Tuy nhiên, bên trong kho, nơi sản xuất vẫn còn khói đen nghi ngút, có nơi lại bùng lên ngọn lửa khi gặp gió thổi mạnh. Trước đó khoảng 8 giờ cùng ngày, lửa bất ngờ bốc cháy từ cơ sở sản xuất của công ty. Các nhân viên lập tức truy hô và phối hợp với lực lượng bảo vệ sử dụng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, chỉ khoảng 10 phút sau, đám cháy bùng phát lớn, khói đen bao phủ toàn bộ công ty, nguy cơ cháy lan sang những khu vực lân cận. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện Đức Hòa phối hợp xe chữa cháy khu công nghiệp nhanh chóng có mặt triển khai phương án chữa cháy. Sau khoảng 3 tiếng đồng hồ nỗ lực dập lửa, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã khống chế được đám cháy. Đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ nhà kho khoảng 1.600 m² cùng hàng trăm tấn sản phẩm dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng của công ty. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Đức Hòa khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân. Bà Rịa Vũng Tàu, thiếu niên 16 tuổi bị chém trọng thương. Ngày 16 tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu đang truy bắt nhóm người đâm chém thiếu niên 16 tuổi gây thương tích nặng. Theo thông tin ban đầu, chiều 14 tháng 11, em THB, 16 tuổi, đến quán ăn ở thị trấn Gẻ Giao để dự tiệc sinh nhật người bạn. Lúc này, trong tiệc sinh nhật có Nguyễn Đỗ Nhật Trường, 19 tuổi, Cao Hoàng Phúc, 19 tuổi, Lê Minh Trung Hiếu, 18 tuổi, Lương Vịnh Phát, 19 tuổi và Đỗ Thông, 18 tuổi. Trong lúc ăn uống thì xảy ra mâu thuẫn giữa MP với nhóm của Trường. Sau khi tàn tiệc sinh nhật, nhóm của Trường cầm theo hung khí tìm đánh MP. Khi thấy B đang cầm hung khí đứng trên đường Nguyễn Văn Trỗi thì nhóm của Trường dùng dao, mã tấu, tuyếp sắt lao vào tấn công. Khi B bị ngã xuống đất, liền bị nhóm Trường lao vào đâm, chém liên tục vào người đến khi nằm bất động thì mới bỏ đi. B được đưa vào trung tâm y tế huyện Châu Đức cấp cứu với vết chém đứt lìa ngón tay út bàn tay phải, đứt hai lóng ngón tay ba, ngón tay bốn bàn tay trái, đứt lìa một phần tay bên phải, đứt gần bả vai trái cùng như vết thương ở vùng đầu trước ngực và sau lưng. Ngay sau đó, B được chuyển lên bệnh viện Bà Rịa rồi chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy. Đèo Khánh Lê nối Nha Trang Đà Lạt sạt lở nặng, giao thông bị chia cắt. Ngày 16 tháng 11, Ủy ban Nhân dân huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết vào trưa cùng ngày, tại địa phương xuất hiện mưa lớn làm tuyến đường đi đèo Khánh Lê bị sạt lở. Khoảng 13 giờ ngày 16 tháng 11, tại km 59 790 khu vực đèo Khánh Lê thuộc quốc lộ 27C, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở, giao thông tê liệt hoàn toàn. Hiện tại chưa thống kê được khối lượng đất đá rơi xuống. Hiện nay các lực lượng đã nỗ lực dọn dẹp khắc phục để giao thông đi lại sớm nhất. Theo phó giám đốc khu quản lý đường bộ 3, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài nên khối lượng đất đá sạt lở lên đến hàng nghìn mét khối tràn xuống mặt đường. Hiện tại khu vực đèo Khánh Lê phát sinh sạt lở tắt đường hoàn toàn với chiều dài tràn lấp mặt đường khoảng 150 m. Hiện nay các nhà thầu đang túc trực trên đèo Khánh Lê nhanh chóng huy động điều động thêm 2 máy đào, 1 máy xúc lực tiếp cận hiện trường để dọn dẹp. Được biết quốc lộ 27C dài hơn 120 km, đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1.700 m, dài 33 km, tuyến đèo uốn lượn qua nhiều vách núi, khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300 m.